của CVSoft thì hôm nay mình sẽ review cho tất cả các bạn một cái bàn là hơi nước nha. Đến từ thương hiệu Tefa rất nổi tiếng, và đặc biệt cái dòng này được sản xuất trực tiếp tại Pháp luôn, phiên bản xịn nhất hiện giờ luôn. Tefa iSell nha, tất cả các bạn nha, 2020. Đấy, cái phiên bản này thì ở Việt Nam thì rất nhiều anh chị săn đón cái phiên bản này, bởi vì nó hội tụ những cái thiết kế như là đầu tiên là được sản xuất trực tiếp tại Pháp này, made in France này. Thứ hai là tốc độ công suất của nó cực kỳ lớn. Đấy, ủi nhanh này. Thứ ba là nó cái công nghệ ủi bằng là của bằng là hơi nước này là có nghĩa là không cần điều chỉnh nhiệt độ luôn. Nó sẽ tự động nhận diện cái vải luôn. Ví dụ như vải cotton này, vải tơ hay là vải jean gì đó thì nó sẽ tự động nhận diện cái vải mà nó điều chỉnh cái lượng hơi nước ra. Thứ ba là nó có thể phun cái áp lực nước tối đa lên từ 90 gram lên tới là 200 gram trên một phút nha, cực kỳ nhiều nha các bạn nha. Đấy. Rồi hôm nay mình sẽ đập hộp cái bàn là hơi nước Tefa này ra, iSell 2020 nha các bạn nha. Cái phiên bản này được sản xuất trực tiếp ở Pháp nên giá thành nó rất là cao và rất là xịn cho các bạn nha. Một cái bàn là. Rồi. Mình sẽ quay cho các bạn xem. Thì đây là một cái thùng hàng của nó rất là to nha các bạn, bởi vì cái bàn là này tích hợp luôn cái cầu là luôn. Anh chị có thể là tích hợp luôn cái cầu là, anh chị có thể ủi đứng này, ủi thẳng này, ủi nằm ngang này, ủi nghiêng này, ủi đứng nha. Đó, tùy thuộc những cái loại quần áo mà anh chị ủi luôn. Anh chị làm. Rồi, cái này thì cách lắp đặt cái bàn cầu là, khi mà anh chị lắp thì nó sẽ ra như vậy. Đây nha. Cái sản phẩm này được bảo hành lên tới là 10 năm tại được bảo hành và thay thế lên tới 10 năm nha. Đó, tất cả nha. Đấy, thì áp lực của nó là 5,83. Phun được 90 gram trên một phút, cực kỳ lớn nha, và lên tới là 200 gram trên một phút nha. Diệt được 99,9% các loại vi khuẩn, tự động nhận diện vải, các loại vải mà không cần điều chỉnh nhiệt độ nha. Chế độ cực kỳ an toàn là tự động ngắt. Đó, tự động ngắt khi mà không sử dụng nha, để đảm bảo an toàn nha. Đó, rồi những cái cầu là như thế nào, rất là xịn. Rồi, đấy, khi mà lắp xong á thì nó sẽ ra như thế này nha. Đó nha, lắp xong sẽ ra như thế này nha anh chị nha. Đó, lắp xong sẽ ra như này. Đó, phun thiết kế nhỏ gọn, không cần điều chỉnh nhiệt độ, màu đồng rất là đẹp. Mã của đó là Tefa iSell 2020. Bây giờ mình sẽ gỡ này ra cho các bạn nha. Đây là nguyên cái thùng của hàng của nó luôn. Đó. Thì rồi. Thì đây, vừa mở ra thì các bạn mua về nó sẽ như thế này này. All in one solution made in France nha. Cái dòng sản phẩm này cực kỳ xịn luôn nha, được sản xuất trực tiếp tại Pháp. Ở trong này nó sẵn nó sẽ có những cái sổ này. Cái này là cái gì đây ta? Cách lắp đặt nha, cách lắp đặt cái cầu là cho nó đúng này, how to use này, how to observe này. Cách sử dụng cái bàn là cầu là như thế nào nha. Đó. Thì cái này là lần đầu tiên mình khui cái này ra này. Thì lúc này nó sẽ có bao gồm là 1 này, 2 này, 3 4. 4 cái bộ phận riêng biệt để anh chị lắp vào cho nó dễ nha. Đấy, mình sẽ gỡ ra này. Cái phần này thì sẽ bị rỗng này. Phần này là rỗng này. Tiếp theo là nó sẽ có 4 cái bộ phận luôn. Cái này thì nó sẽ đựng trong 4 để mình lắp ráp cho nó dễ đó. Khi mình lắp ráp xong á. Rất là nặng. Rồi, bốn cái bộ phận để mình lắp ráp ra, 4 cái thùng các tông. Đó, được, để anh chị lắp ráp nó khỏi bị nhầm nha. Đó. Rồi. Để này xuống dưới. Mình sẽ khui từng cái thùng này ra. Tiên là cái này là chắc là cái phần cầu lạc, cái phần cầu đà đúng không ạ? Phần này chắc là phần cầu lạc. Đấy. Cầu lạc. Thì anh chị muốn sử dụng cái này thì anh chị phải biết cách lắp ráp nha. Hôm nay mình gỡ ra mình lắp ráp cho anh chị xem. Thì đây là hai cái thanh trụ này. Bỏ trong cái này. Đây là cái phần cầu lạc này, chính xác luôn. Đó, phần cầu là với phần vã nha. Rồi bây giờ mình sẽ lắp cái phần cầu là này cho anh chị xem. Lắp từng bộ phận lại nha. Khi mà lắp xong á, phần cầu là này thì làm bằng nhựa nha. Đó, nó cũng khá đơn giản thôi. Lật lên lật xuống được. Phần này có một cái lẫy để mình để vào đó.
Rồi đây là cái bộ phần vải của nó. Vải thì ấy thì anh chị sẽ lắp vào cái vải này nha. Cái vải này thì ở trong này là xốp này, cái này thì là vải, ở ngoài bọc vải nha. Anh chị làm mua về mình cũng phải lắp ráp lại nha, lắp ráp hết rồi mình mới dùng được nha. Cái này mình chưa lắp đúng khớp này, chưa vào được. Rồi mình sẽ gỡ này ra nha. Cái clip này thì quay hơi dài bởi vì mình gỡ ra từng cái rồi mình lắp cho anh chị luôn, để anh chị về nhà anh chị coi, anh chị biết cách lắp thì nó hơi lâu tí xíu nha. Nên anh chị nào mà ấy thì này là một thịt thép này, thép không rỉ nha, cái thanh này làm thép không rỉ, cầm khá là dài dặn nha anh chị nha. Đấy, tiếp theo này cầm thì khá là dài dặn. Đấy. Và cái thanh. Rồi, khá hiểu rất nhiều bộ phận. Đấy, mua về chịu khó lắm. Rồi tiếp theo. Gửi cái này ra. Đấy, này coi này, trong này là gì? Trong này nó có một cái sổ. Trong này nó xếp có một cái sổ hướng dẫn cách lắp luôn. Nha. Hướng dẫn cách lắp cái này. Đấy, lắp cái cây này. Cái này là đường đổ lên và là anh chị mua về anh chị phải coi hướng dẫn cụ thể nha. Đó, rất nhiều bộ phận. Rồi, tạm thời mình để đây. Cửa này ra. Khá là nhiều bộ phận luôn. Cái này là để cái bàn là này. Đó. Cái này là để cái đồ phụ kiện để mình làm vải. Cái này là cái phụ kiện để mình treo này, treo móc luôn. Rồi mình tạm thời mình để đây, để tí mình bắt đầu mình lắp nha. Tiếp tục mình khơi cái thùng này. Nó sẽ có 3 mấy thùng nhỉ? 3 thùng không? 3 thùng rồi. Đó là nặng. Hàng này rất là xịn sò. Rồi đây đây là một cái sổ hướng dẫn bảo hành international, là bảo hành quốc tế nha các bạn nha. Bảo hành thay thế quốc tế, tuy nhiên cái hàng này nội địa của Đức nha các bạn nha, mua về phải. Đây là toàn tiếng Pháp không, tiếng Pháp với tiếng Đức không. Đấy, sổ hướng dẫn sử dụng được bán ở mấy những cái nước quốc gia này, châu Âu này. Đấy, hàng này được sản xuất trực tiếp tại Pháp này, rất là xịn. Mã của nó là QTX2020. Rồi cái phần này là phần bình chứa nước, bình chứa nước nha, và cái động cơ của nó, bình chứa nước và động cơ của bàn này, cái fan này. Đó, mình gỡ này ra. Bình chứa nước và cái động cơ luôn. Đó, đặt hãng đặt cái dây điện này rất là hợp lý này. Nhấc cái này lên. Nhìn rất là xịn sò nha, bỏ dây điện đây. Đó. Đây là cái động cơ của máy này. Động cơ của máy thì nó sẽ có những cái nút, đây là nút nguồn này. Nước nguồn nha, nước có những cái chế độ là như là chế độ eco này, chế độ là ít nước này, là nhiều nước này. Đây là cái nút tẩy cặn này. Đó, đây là cái bình chứa nước của nó này. Bình chứa nước của nó nha. Rồi đây là cái bằng là. Thì mặt bằng là làm từ thép không rỉ này, High Pressure Technology, màu vàng đồng rất là đẹp, Smart Protect, tự động nhận diện vật vải. Cái là này thì nó vừa phải nha, nhìn rất là đẹp nha các bạn nha. Đó. Dòng này thì được sản xuất trực tiếp tại Pháp này, coi sản xuất xuất xứ ở đâu này, coi dưới này này, cái này này nó sẽ ghi đây này, Made in France nha, được sản xuất trực tiếp tại Pháp luôn, dòng này sản xuất tại Pháp. Anh chị sẽ có cái dòng sản xuất
nó sẽ rẻ hơn tí xíu, 3 triệu mấy thì sản xuất tại China thì nó rẻ hơn nha, dòng này sản xuất tại Pháp thì nó mắc hơn. Đấy, đây là cái bồn đựng nước này, anh chị đổ nước vào trong cái này này. Đó, là dưới này là cái đây là cái bình nước này sẽ có vạch mát nha, đừng có đổ nhiều quá nha. Đó, đổ nước vào đây rồi đầy lọc. Cho vào đây. Đó. Đó. Khi mà nó vừa nó lên cái lít cái là xong. Đó, rồi. Bây giờ mình sẽ gỡ cái này ra nha. Cái phần này là coi là cái gì? À, phần này là phần cái đế nha, khá là nặng. Đấy, cái đế nó nặng lắm. Đế của nó nha. Đế này rất là nặng luôn. Để nó giữ được cái bàn lạc. Mình tạm thời mình để cái nồi gang này qua đây tí xíu này. Nồi đà nồi gang này nặng lắm. Rồi bây giờ mình sẽ lắp từng bộ phận nha. Các bạn xem. Đầu tiên đây là cái đế của nó này. Đó. Đế rất là nặng nha. Dưới này nó ghi gì không? Đế này làm từ là bằng nhựa cứng nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình lắp cái thân này vào. Đó, mình lắp cái thân này vào nha. Coi. Cái thân này. Chú ý nè, lắp xong thì kẹp cái này lại nha, mà nó chắc. Đó, còn mỡ này đây, mỡ này nhấc lên thôi, kẹp cái này vào là nó có cái lẫy nha. Đó, kẹp vào cái có lẫy là nhấc lên không được, còn gỡ này ra là không cái lẫy. Rồi đây thì các bạn có thể điều chỉnh được, gỡ này ra để điều chỉnh cái này cho nó dài lên nha. Tối đa là vậy nha. Rồi. Rồi cái phần này là anh chị bỏ cái này vào đây. Đó. Phần này. Thôi thì để tránh làm mất thời gian của các bạn thì mình lắp ráp luôn cho nó hoàn chỉnh luôn nha các bạn nha. Để quay gần tí xíu nha. Khi mình lắp ráp theo xong á thì cách lắp ráp thì nó cũng đơn giản nha. Về nhà mình coi sổ hướng dẫn này. Trong này có sổ hướng dẫn này. Mình làm theo từng bước thì nó sẽ có lắp ráp xong nha. Thì đây là cái bàn là Tefal iCell 2020, được sản xuất trực tiếp ở Pháp, được rất là xịn sò nha các bạn nha. Đó, về cái động cơ của nó thì anh chị đây là cái bồn chứa nước này nó này. Anh chị ấy xong thì anh chị đổ nước vào nhấc này ra. Đổ nước vào đây nha. Đây cái vạch mát, tránh đổ quá cái vạch mát nha. Đó. Rồi đây là cái nút nguồn của nó, cắm điện lên thì bấm nút nguồn nha. Rồi có những chế độ eco là chế độ tiết kiệm này, chế độ phun ít nước này, chế độ phun nhiều nước này, chế độ là cạn canxi này. Đó, đây là cái động cơ của nó nha. Đó. Rồi cái này á, cái bàn là này á thì nó sẽ có những cái lẫy ở phía sau. Đó, anh chị lật cái lẫy này ra để anh chị có thể kéo nha. Đó, anh chị ấy cái lẫy này ra để anh chị có thể nhấc lên nhấc xuống được nha. Đó, cái phần này lẫy này phải cứng này. Chị mở cái lẫy này ra, mở hết mấy cái lẫy này ra. Đó, để anh chị có thể là nâng hạ bàn là lên, bàn là xuống nha. Đó, nâng hạ bàn là lên mà xuống rất là. Rồi, tiếp theo đây hệ thống trên này á, anh chị muốn anh chị cái này có thể là ủi ngang đó, hoặc ủi nghiêng nha, hoặc ủi thẳng nha. Đó, tùy theo những cái loại vải của mình, mình ủi ngang, ủi nghiêng hay là ủi thẳng nha các bạn nha. Đó, nhấc cái này lên, vặn này lên. Đó, nó có những cái chế độ ngang, nghiêng, thẳng nha. Đó, tùy theo sở thích của mình. Đó nha. Rồi. Vậy thôi. Bàn là hơi nước Tefal iCell 2020. Về cái cách sử dụng cái này thì đơn giản nha. Cái này thì mình nói là được mạ màu vàng đồng rất là đẹp nha, là thép không rỉ nha. Ở dưới này chỉ có đúng một cái nút này, khi mà anh chị bấm một cái này, bấm 1, 2, 3 là tự động nó phun hơi nước ra nha, trong vòng 40 giây là phun hơi nước ra. Bấm nút nguồn nè, chọn chế độ bấm nút nguồn. Cái bàn là này thì nó có thể là tự động nhận nhiều vải được luôn. Các loại vải như cô tông hay là len hay là lụa gì đó tự động nhận nhiều một vải để tránh trường hợp bị cháy vải nha. Bằng là này cái chế độ an toàn là khi mà không sử dụng tự động trong vòng 3 phút là tự động sẽ tắt nha, để bảo vệ nha. Mà, bảo nha, rất là xịn sò. Rồi bằng hôm nay mình giới thiệu cho tất cả các bạn một cái bằng là Tefal iCell 2020. Bạn nào quan tâm với dòng sản phẩm này thì có thể liên hệ Simi Shop để đặt hàng sản phẩm này nha các bạn nha. Hàng được Simi Shop nhập khẩu trực tiếp từ Đức về không qua trung gian nha. Hàng này được sản xuất trực tiếp tại Pháp nha, rất là xịn sò, made in France, sản xuất nguyên chiếc tại Pháp. Rồi bạn nào quan tâm thì có thể liên hệ Simi Shop. Xin cảm ơn tất cả các bạn.
Hello, xin chào tất cả các bạn của CV Shop. Lời đầu tiên thì cho phép CV Shop xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đối với tất cả những anh chị quý khách hàng đã xem video clip này, và đặc biệt là những anh chị quý khách hàng đã luôn theo dõi, ủng hộ và đồng hành CV Shop trong suốt những năm vừa qua. Với kinh nghiệm là đã có nhiều năm sinh sống, học tập và làm việc tại Đức từ năm 2018, CV Shop luôn coi những anh chị quý khách hàng là những người bạn, người thân trong gia đình. Vì thế, CV Shop không ngừng nỗ lực để mang những sản phẩm chất lượng nhất từ Đức với giá cả phải chăng, chính hãng 100% đến với tay khách hàng tại Việt Nam. Vâng, và nếu anh chị quan tâm sản phẩm trong đoạn video clip review này thì có thể trực tiếp liên hệ với CV Shop để mình tư vấn trực tiếp. Anh chị có thể liên hệ qua số điện thoại 0707832828, có thể kết bạn Zalo với mình hoặc là có thể là gọi điện trực tiếp với mình để mình tư vấn. Rồi anh chị có thể vào website sinhhangduc.vn để xem thêm những sản phẩm khác từ CV Shop. Rất nhiều những dòng sản phẩm tốt, chất lượng từ Đức với giá cả săn sale rất là tốt, có sẵn trên website sinhhangduc.vn. Rồi anh chị, nếu mà anh chị thích dùng Facebook có thể là vào fanpage của CV Shop Hàng Đức, chính hãng CV Shop, để xem những cái sản phẩm CV Shop cập nhật hàng ngày trên Facebook. Và nếu mà anh chị có những cái thắc mắc phản hồi về cái sản phẩm này thì có thể thoải mái bình luận ở trong video clip này. Rồi nếu anh chị thấy video clip này hay thì có thể là cho CV Shop một like, và đừng quên nhấn đăng ký và theo dõi kênh YouTube của CV Shop. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả những anh chị quý khách hàng trong những đoạn video clip tiếp theo, và chúc anh chị sớm sở hữu những sản phẩm tốt nhất từ Đức, từ CV Shop. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả những anh chị ạ.